Ngày 30 tháng 9, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Châu tổ chức kỳ họp lần thứ 14, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân xã khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp đã thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình về giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 tờ trình về giới thiệu Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Quỳnh quang Nhật. Ông Nguyễn Nhật Thắng, được bầu Phó trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Quỳnh Hoàng Nhật đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Châu khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời biểu quyết thống nhất về việc miễn nhiệm quý viên quỹ viên Ủy ban nhân dân xã khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên trưởng công an xã, và bầu bổ sung quỹ viên quỹ ban nhân dân xã khoa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Dũng, trưởng công an xã Vĩnh Châu.